Chào thầy và cả lớp. Cho phép Lâm được trả bài tập ngày 12 tháng 10. Nhớ 80 số ngẫu nhiên, thời gian thực hiện là 16 phút 30 giây. 57 29 62 36 75 49 06 84 51 74 35 73 25 21 38 64 18 08 43 76 81 06 54 94 67 48 14 27 25 13 52 09 38 06 28 49 28 02 36 14. Xin hết ạ.